Công an thành phố Bắc Giang vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cùng các đơn vị chức năng và quần chúng nhân dân đã tóm gọn người cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang sau hơn 3 giờ gây án. Nhận được tin báo của cửa hàng vàng bạc Hưng Điệp có địa chỉ tại phố Cốc, xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, bị một thanh niên lạ mặt giả vờ mua hàng, sau đó cướp 2 dây chuyền vàng 10K trị giá trên 17 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã truy bắt được Trần Văn Viên, sinh năm 1996, trú tại xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Nấm, xã Vĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Tại công an, Viên khai nhận hành vi trộm cắp. Viên đang làm công nhân xây dựng và tạm trú tại xã Thái Đào, huyện Lạng Giang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ Viên để điều tra xử lý theo quy định.